Từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2, Bộ Y tế sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân cho toàn bộ trẻ em, người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối, không để lãng phí. Triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine. Các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định 104/2016 của Chính phủ, quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng.